Chào tất cả các em. Trong buổi học hôm nay, cô lại tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu về đại cương và đường thẳng và mặt phẳng, tiết thứ hai. Ở hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất, đó là khái niệm mở đầu và các tính chất thừa nhận. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần thứ ba. Các cách xác định một mặt phẳng. Các em theo dõi nhé. Có 3 cách xác định một mặt phẳng. Cách thứ nhất, qua 3 điểm không thẳng hàng ABC, ta có một mặt phẳng. Đấy, có một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Và mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC thì cô gọi đó là mặt phẳng ABC. ABC để trong mặt tròn. Các em xem nhé. Cách thứ hai, cho một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng đó, ta cũng xác định được một mặt phẳng. Đây. Có một và chỉ một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó. Cách thứ ba, một mặt phẳng sẽ biết xác định nếu biết nó đi qua 2 đường thẳng A và B cắt nhau. Đây, ký hiệu mặt phẳng AB. Có một và chỉ một mặt phẳng xác định nếu biết nó đi qua 2 đường thẳng cắt nhau. Như vậy, chúng ta có 3 cách để xác định một mặt phẳng. Và ký hiệu của các cái mặt phẳng đó như sau. Cách thứ nhất, mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC không thẳng hàng, ta có mặt phẳng ABC. Mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng cắt nhau A và B, ta có mặt phẳng AB. Mặt phẳng đi qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó, ta có mặt phẳng A alpha, AA, hoặc em đổi lại đi, đường thẳng A điểm A là sau cũng được. Như vậy có 3 cách xác định một mặt phẳng. Em biết cô nói lại nhé. Mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng, mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng cắt nhau, mặt phẳng đi qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng đó. Có 3 cách và các ký hiệu tương ứng. Em xem. Khái niệm thứ tư, ta sẽ tìm hiểu về hình chóp và hình tứ diện. Vậy thế nào là hình chóp và thế nào là hình tứ diện? Các em theo dõi một nhỏ hình chóp. Người ta định nghĩa hình chóp như sau. Trong mặt phẳng P cho đa giác A1, A2, A3, chấm chấm AN và một điểm S nằm ngoài mặt phẳng P. Cái đa giác A1, A2, AN này có thể là tam giác, có thể là tứ giác, có thể là ngũ giác, lục giác, vân vân. Bao nhiêu cũng được. N bao nhiêu cũng được. Trong trường hợp này, đây, mặt phẳng P cho đa giác, đa giác trong hình vẽ của cô chọn N bằng 5, tức là một hình ngũ giác A1, A2, A3, A4, A5 và một điểm S nằm ngoài mặt phẳng P. Em thấy chưa? Bây giờ ta làm như sau. Nối điểm S với các đỉnh của cái đa giác S nằm ngoài mặt phẳng P, ta nối điểm S với các đỉnh của đa giác. Ta sẽ được SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, vân vân. Đó. Nối như vậy thì nó sẽ tạo ra được N cái miền tam giác. Tam giác SA1, A2, SA2, A3, SA3 A4, SA4 A5 và SA1 A5. Cái hình đấy mà gồm N cái tam giác cô vừa nói đó. SA1 A2, SA2 A3 vân vân đến SA1 AN. Và cái đa giác ban đầu cô cho đa giác S a giác A1 A2 A3 A4, A5 đây, AN đó, được gọi là một hình chóp
và nó ký hiệu là S.A1A2AN. Đấy. Các em dừng màn hình lại để vẽ hình và ghi chép định nghĩa hình chóp. Cách vẽ hình chóp, cô nói lại thêm một lần nữa. Này. Rồi, ta sẽ vẽ cái đáy trước các em nhé. Đúng kỹ thuật, vẽ đáy có nét liền, có nét đất. Lấy một điểm S nằm ngoài mặt phẳng. Đấy, đó là đỉnh. Vẽ đáy xong em lấy đỉnh. Và từ đỉnh S các em sẽ nối với các điểm A1, A2, A3, AN, vân vân. Nối cũng chú ý, nét nhìn thấy sẽ là nét liền. Còn nét không nhìn thấy sẽ vẽ là bằng nét đứt. Đấy, cái đó là cái khéo tưởng tượng của các em. Và khi có như vậy rồi thì ta sẽ được một hình chóp. Đấy, các em chú ý kỹ thuật vẽ hình. Ta sẽ vẽ đáy trước. Ha. Em dừng màn hình và vẽ theo đúng kỹ thuật như lúc nãy cô đã trình chiếu. À, bây giờ các em xem. Như vậy cái hình chóp nó có những yếu tố như thế nào? Đây, cái đa giác A1, A2, A3, A4, AN, mà cụ thể N ở đây là 5, thì gọi là mặt đáy. Các cái đoạn thẳng cạnh của cái đa giác ấy, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, AN, vậy, AN, A1, được gọi là các cạnh đáy. Còn các cái đoạn thẳng S nối với A1, A2, A3, vân vân, AN được gọi là các cạnh bên. Các cái tam giác SA1, A2, SA2, A3, SA3, A4, SA4, A5, SA1, A5, vân vân, được gọi là các mặt bên. Và điểm S được gọi là đỉnh của hình chóp. Như vậy, cô vừa giới thiệu xong các em định nghĩa hình chóp và các khái niệm, các cái thuật ngữ liên quan đến trong cái hình chóp, tên gọi của nó. Và cô cũng đã nói hướng dẫn các em vẽ hình chóp, đó là ta sẽ vẽ cái mặt đáy trước, lấy một cái đỉnh phù hợp. Và sau này ta làm toán cũng vậy, lấy đỉnh S phù hợp theo đề bài. Sau đó ta mới nối điểm S với các đỉnh của đa giác đáy, được chưa? Bây giờ các em sẽ xem một vài cái hình chóp nhé. Ta gọi chóp có đáy tam giác là hình chóp tam giác. Gọi chóp có đáy tứ giác là hình chóp tứ giác. Gọi hình chóp mà có đáy ngũ giác là chóp ngũ giác, vân vân. Còn đáy là lục giác thì gọi chóp lục giác. Và bây giờ các em sẽ xem đây là cái hình chóp tam giác. Đáy của nó là một hình tam giác. Kỹ thuật vẽ này, vẽ đáy trước này. Có một nét đứt và lấy một điểm nằm ngoài nối đấy tam giác ABC bằng nét đứt, lấy điểm S nằm ngoài nối S với A với B với C, ta sẽ có một hình chóp tam giác đấy, chóp tam giác SABC. Bây giờ này em vẽ hình chóp tứ giác này đấy, đó lấy một điểm nằm ngoài này, chưa? Nối điểm đó với các đỉnh này, cạnh chóp này. Được, đây là hình chóp tứ giác. Vì nó đáy của nó là tứ giác ABCD. Đấy, đây là hình chóp tứ giác ABCD. Rồi, các em vẽ cho cô hình chóp tam giác SABC và hình chóp tứ giác SABCD. Cô nói lại thêm một lần nữa nha. Đấy. Vẽ hình chóp tam giác. À, đây là hình chóp tứ giác SABCD. Các em xem hình chóp tam giác SABCD vì nó có đáy là tam giác, hình chóp tứ giác SAB xin lỗi, hình chóp tam giác SABC vì nó có đáy là tam giác ABC, chóp tứ giác SABCD vì có đáy là tứ giác ABCD. À, em dừng màn hình lại để vẽ nhé. Ta sang cái hình thứ hai, được định nghĩa đó là hình tứ diện. Đây.
cho 4 điểm ABCD không đồng phẳng, ta sẽ được một cái hình gọi là hình tứ diện nối ABCD không đồng phẳng. Đó. Như vậy, cho 4 điểm không đồng phẳng ABCD, hình gồm 4 tam giác. Tam giác này, ABC này, tam giác này, ACD này, tam giác ABD này và tam giác BCD này, được gọi là hình tứ diện hay gọi tắt là tứ diện và ký hiệu ABCD. À, 4 điểm hình tứ diện mà có 4 mặt đều là những tam giác đều thì được gọi là hình tứ diện đều. Đấy, em chú ý cái định nghĩa hình tứ diện, đó là cái hình có 4 đỉnh, 4 điểm ABCD không đồng phẳng thì nó tạo ra 4 tam giác gắn với nhau gọi là tứ diện. Còn hình tứ diện mà có 4 mặt đều là những tam giác đều thì gọi là hình tứ diện đều. Và đây là hình tứ diện ABCD. Bây giờ ta xem nhé. Các yếu tố của hình tứ diện nó như thế nào? Rồi, các điểm ABCD được gọi là các đỉnh của hình tứ diện. Các đoạn thẳng AB, AC, AD, BC, BD, CD được gọi là các cạnh của tứ diện. Hai cạnh không có điểm chung gọi là hai cạnh đối diện. Như vậy cạnh đối diện là AB với lại gì? CD. Rồi AC với lại gì? BD. AD với lại BC. Đấy. Như vậy nó có các ba cặp cạnh đối diện. Rồi các tam giác ABC, tam giác ABD, tam giác ACD và tam giác BCD được gọi là mặt của tứ diện. Và cái đỉnh mà không nằm trên một mặt gọi là đỉnh đối diện với mặt nó. Như vậy đỉnh A sẽ đối diện với mặt BCD. À, các em tự xem thử đỉnh B đối diện với mặt nào nhé. Rồi đỉnh D đối diện mặt nào và đỉnh C đối diện với mặt nào. Rồi, các em dừng màn hình lại để vẽ hình và ghi định nghĩa cũng như các yếu tố của hình tứ diện. Bây giờ ta sang các ví dụ. À, hôm trước chúng ta đã được làm các cái bài toán như là tìm giao tuyến của hai mặt phẳng nè, rồi tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng này, và cái bài toán đó là chứng minh điểm thẳng hàng rồi. Bây giờ một vài cái tính chất hôm trước ta đã học, bây giờ ta sẽ áp dụng các cái ví dụ đó vào các cái hình ta đã biết. Hình tứ diện ABCD gọi M là trung điểm của AB, N là điểm trên AC, sao cho AN bằng 2NC. Hãy xác định giao tuyến của mặt phẳng ADM với các mặt phẳng, 4 mặt phẳng của tứ diện đó. ABD, ACD, ABC và BCD. Các em dừng màn hình lại để ghi ví dụ, xong rồi sẽ tiếp tục theo dõi nha. À, cô nhắc lại cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng đã học ở tiết 1. Đó là ta xác định hai điểm chung của hai mặt phẳng. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm chung đó. Đường thẳng vẽ được là giao tuyến cần tìm. Với lưu ý để tìm điểm chung của hai mặt phẳng thì cái điểm chung thứ nhất thường rất dễ thấy. Còn điểm chung thứ hai ta có thể tìm bằng cách tìm hai đường thẳng cắt nhau lần lượt chứa trong hai mặt phẳng đó và giao điểm của chúng là điểm chung cần tìm. Với lưu ý hai đường thẳng muốn cắt nhau ấy thì chúng phải cùng nằm trên một mặt phẳng thứ ba nào đó. Các em để ý nhé. À, bây giờ ta sẽ áp dụng lại một cách ngắn gọn nhất. Đó là muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì ta xác định hai điểm chung. Rồi ta nối hai điểm chung đó lại thì ta có giao tuyến. Và để cần tìm điểm chung thì ta sẽ tìm hai đường thẳng cắt nhau lần lượt chứa trong hai mặt phẳng, giao điểm của chúng là điểm chung cần tìm. Bây giờ ta áp dụng vào ví dụ thứ nhất. Đây, cô đã vẽ tứ diện ABCD.
Có M là trung điểm AB, còn N là điểm trên cạnh AC, sao cho NA bằng 2 lần NC. Đây. Bây giờ ta sẽ tìm giao tuyến của mặt phẳng DMN. Đây, DMN và mặt phẳng ABD. ABD là mặt phẳng ở phía sau. Bây giờ ta thấy nhá. Mặt phẳng DMN với mặt phẳng ABD có điểm nào chung? À, chắc chắn đó là điểm D chung đầu tiên. Đây, DMN đi qua D, ABD cũng đi qua D. Như vậy D là điểm chung. Vậy điểm chung thứ hai là điểm nào? À, ta mới xem ABD nó có chứa điểm M. Đấy, nó đi qua M. Và đương nhiên M thì nằm trong mặt phẳng MDMN rồi. Vậy ta mới có lập luận như sau. M đương nhiên thuộc mặt phẳng DMN. M thuộc AB, AB chứa trong mặt phẳng ABD. Suy ra M thuộc mặt phẳng ABD, vậy M là điểm chung. Có M là điểm chung, như vậy ta có giao tuyến chính là đoạn thẳng DM. Đấy. Vậy mặt phẳng DMN giao mặt phẳng ABD theo giao tuyến DM. Đấy. Ta vừa tìm xong cặp mặt phẳng thứ nhất. Bây giờ ta sang cặp mặt phẳng thứ hai. Mặt phẳng DMN với mặt phẳng ACD. ACD đây cũng có điểm D chung tiếp giống như lúc nãy. Bây giờ xem điểm nào chung nữa. À, ACD A nó có chứa điểm N. Như vậy N thuộc mặt phẳng DMN, N thuộc AC, AC chứa trong mặt phẳng ACD. Vậy N thuộc mặt phẳng ACD. Vậy giao tuyến điểm chung thứ hai bây giờ là điểm N và giao tuyến chính là đường thẳng ND. Đấy, nối hai điểm, ta dễ dàng có sẵn hai điểm nhá. Mặt phẳng thứ ba. À, mặt phẳng DMN với mặt phẳng ABC. À, ABC em thấy có đi qua điểm M, ABC có đi qua điểm N. Như vậy có hai điểm chung rồi đấy. Vậy ta có M thuộc mặt phẳng DMN, M thuộc AB, AB chứa trong mặt phẳng ABC. Suy ra M thuộc mặt phẳng ABC. Vậy M là điểm chung. Tương tự như vậy thì N thuộc A, mặt phẳng DMN, N thuộc AC, AC chứa trong mặt phẳng ABC, cho nên N sẽ là điểm chung. Vậy giao tuyến chính là đường thẳng MN, ta nối M với N lại. Chưa? Rồi, các em dừng màn hình lại để ghi chép, vẽ hình. Chỉ cần vẽ một hình thôi, hình khác còn lại nó cũng giống nhau nha. Câu ABC đều có hình giống nhau. Em dừng màn hình để ghi chép ba câu. Bây giờ ta sang câu thứ tư D. Vẫn là hình vẽ lúc nãy nhá, không cần vẽ thêm đâu. Mặt phẳng DMN giao mặt phẳng BCD. Rồi, nhìn thấy mặt phẳng DMN không đổi, mặt phẳng BCD bây giờ là mặt phẳng ở cái đáy phía dưới nhá. Vậy giao tuyến của chúng xác định như thế nào? DMN và BDC đều đi qua điểm D cho nên ta có D là điểm chung. Vậy điểm chung thứ hai ở đâu? À, ta không thấy có sẵn nữa rồi. Mặt phẳng DMN với mặt phẳng DC, BCD không có sẵn rồi. Cho nên ta phải dùng cái lý thuyết như lúc nãy cô nói là trong mặt phẳng DMN lấy một đường thẳng, trong mặt phẳng BCD lấy một đường thẳng. Giao điểm của hai đường thẳng này chính là điểm chung thứ hai. À, ta mới phân tích dữ liệu này. M là trung điểm của AB, còn AN thì nó bằng hai lần NC, cho nên trong mặt phẳng ABC MN nó sẽ cắt không song song với BC, hay nói cách khác MN sẽ cắt BC. Đấy, trong mặt phẳng ABC ta kéo dài BC, kéo dài MN thì chúng cắt nhau. Đó, tại điểm E. Vậy gọi E là giao điểm của MN và BC, chúng ta có E thuộc MN, E cũng thuộc BC. Cho nên suy ra E thuộc MN thì E sẽ thuộc mặt phẳng DMN.
E thuộc BC thì E sẽ thuộc mặt phẳng BCD. Vậy E sẽ là điểm chung. Rồi, có M là D là điểm chung, E là điểm chung thì ta sẽ có giao tuyến chính là đường thẳng DE. Đấy, như vậy ở cái ví dụ D này chúng ta đã phải dùng thêm kỹ thuật đó là tìm cái điểm chung thứ hai bằng cách sử dụng tìm trong mặt phẳng này một đường thẳng, trong mặt phẳng kia một đường thẳng sao cho chúng cắt nhau và giao điểm của chúng sẽ là điểm chung cần tìm. Đó. Em dừng màn hình để vẽ hình và ghi bài nhé. Em có thể xem lại để cho nó hiểu bài toán. Bài tập vận dụng. Cho hình chóp SABC có AB và CD không song song với nhau. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Đó. SAC, SBD, SAB và SCD. Ví dụ 2. Cho hình chóp SABCD có AD và BC không song song với nhau. Gọi M là một điểm bất kỳ trên cạnh SA. Tìm giao tuyến của mặt phẳng MBC với các mặt của hình chóp. Em dừng màn hình để ghi chép ví dụ 2. Rồi, bây giờ em theo dõi cô vẽ hình. Rồi, đây là hình chóp SABCD có A, B và CD không song song. Rồi, M là điểm trên cạnh SA. Đây là mặt phẳng MBC. Bây giờ ta sẽ tìm giao tuyến của mặt phẳng MBC với tất cả các mặt của hình chóp. Ồ, ta thấy rồi, cái hình chóp này sẽ có 5 mặt. Mặt SBC với mặt phẳng MBC có chung giao tuyến là gì? BC. Mặt phẳng ABCD, cái mặt đáy ấy, cùng với mặt phẳng MBC có chung giao tuyến là gì? BC luôn. Rồi, như vậy là ta tìm được với mấy mặt rồi? 5 mặt mà ta có hai rồi. Rồi, mặt phẳng thứ ba, mặt phẳng SAB với mặt phẳng MBC ta cũng thấy nhau có ngay cái điểm đường chung là gì? À, có điểm B với có điểm M chung, cho nên sẽ có giao tuyến là gì đấy? BM. Vậy ta cũng có nốt với cái mặt phẳng thứ ba đó là mặt phẳng SAB. Cô nói lại này. Mặt phẳng đầu tiên có giao tuyến với mặt phẳng MBC đó là mặt phẳng SBC. Giao tuyến là BC này. Mặt phẳng ABC cũng có giao tuyến, ABCD cũng có giao tuyến là BC này. Với mặt phẳng SAB thì có giao tuyến là BM. Ba mặt phẳng nó có sẵn. Nha. Bây giờ việc của chúng ta là tìm giao tuyến với hai cái mặt còn lại. Đó là mặt SAD chưa có và mặt phẳng gì? SCD cũng chưa có. SAD có điểm M chung, chắc chắn có giao tuyến. SBC có điểm C chung, chắc chắn có giao tuyến. Như vậy chúng ta sẽ tìm thêm giao tuyến như thế nào nữa. À. Rồi, giờ em mới thấy bài ra cho này. BC và AD không song song. Này, quay lại này. Đó. AD và BC không song song nên chúng sẽ cắt nhau á. Đấy. Vậy BC và AD sẽ cắt nhau tại điểm Y. Thì điểm Y này chính là điểm chung thứ hai của mặt phẳng đó. Được chưa? Vậy ta xem giao tuyến của mặt phẳng SAD với mặt phẳng MBC là cái gì? Điểm chung thứ nhất là điểm M, còn điểm chung thứ hai là điểm Y. Gọi Y là giao điểm thì rõ ràng Y là điểm chung thứ hai, vậy giao tuyến của nó chính là đường thẳng MY. Đấy. Mặt phẳng MBC giao mặt phẳng SAD theo giao tuyến MY. Rồi. MY nó sẽ cắt SD tại N. Đó. Và bây giờ ta thấy được cái mặt phẳng thứ tư là mặt phẳng SAD có giao tuyến là đoạn thẳng MY rồi, là đường MY rồi. Vậy bây giờ với mặt phẳng SCD thì dễ thôi. Mặt phẳng SCD với mặt phẳng MABC có điểm C chung và có điểm N chung, nối hai điểm ấy lại. Đấy.
Rồi, ta sẽ có đoạn giao tuyến đó là NC. Như vậy, mặt phẳng MBC giao với mặt phẳng FCD theo giao tuyến là NC. Vậy bây giờ ta xem này, năm mặt mặt đáy ABCD có đoạn BC, mặt bên FBC cũng có giao tuyến là BC. Mặt phẳng với mặt phẳng SA, mặt SAB có giao tuyến là BM. Với mặt phẳng SAD có giao tuyến là MI, nhưng thôi ta chỉ lấy đoạn MN thôi. Mặt phẳng SCD có giao tuyến là NC. Đấy, các cái đoạn này, đoạn giao tuyến MB, MN, BC và CD nó tạo thành một tứ giác. Em xem nhá. Tứ giác MNCB. Cái tứ giác này người ta đặt tên cho nó là thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng MBC. Đấy, nói lại này. Các đoạn giao tuyến BC, MB, BC, MN và NC tạo thành một tứ giác. Các cái đường nó tạo đường gấp khúc khép kín thành một cái tứ giác. Ở đây là tứ giác, còn tổng quát lên nó sẽ là một đa giác. Thì được gọi, nó được gọi là thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng MBC. Đấy. Nó có thể có tên gọi như vậy. Và bây giờ em dừng màn hình để em ghi lời giải nhá. Và đây, khi cái hình H cắt mặt phẳng alpha thì cái thiết diện hay là mặt cắt là cái phần chung, giới hạn chung của cái mặt phẳng với hình hình. Và như vậy cái ví dụ 2, hình chóp SABCD có AB và CD không song song, gọi M là một điểm bất kỳ trên cạnh SA, tìm giao tuyến của mặt phẳng MBC với các mặt của hình chóp, có thể đổi thành bài toán với ngôn ngữ như sau. Thì cách làm không có gì thay đổi, là cho hình chóp SABCD có AD, BC không song song với nhau, gọi M là một điểm bất kỳ trên cạnh SA, xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng MBC. Đấy, vậy ta có cái bài toán tìm thiết diện. Đó. Cái phần này em không cần ghi, em chỉ nghe thôi. Đấy, thiết diện hay mặt cắt là cái phần chung của cái hình H với mặt phẳng alpha đó. Cái hình này nó có thể thiết diện, có thể là tam giác, có thể tứ giác, có thể là ngũ giác, có thể là lục giác, tùy theo từng vị trí của mặt phẳng. À, và cách tìm thiết diện như sau, em ghi cái này vào vở. Để tìm thiết diện của một hình chóp bởi mặt phẳng P, ta sẽ tìm các đoạn giao tuyến của mặt phẳng P nếu có với các mặt của hình chóp. Như vậy không phải lúc nào cũng có mà chỉ nếu có thôi. Có một số mặt nó sẽ không cắt cũng nên. Và thiết diện là đa giác giới hạn bởi các đoạn giao tuyến vừa tìm. Quay lại đây. Đoạn giao tuyến đây này. MB, BC, CN, MN, em thấy chưa? Đấy. Em dừng màn hình để ghi chép phương pháp tìm thiết diện. Về nhà làm bài tập vận dụng. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành, gọi MNP lần lượt là trung điểm của AB, AD và SC, tìm thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng MNP. Ví dụ 3. Cho hình chóp SABCD gọi E là giao điểm của AB và CD. Trên SA, SB, SC, SD lần lượt thấy các điểm sao cho. MNP, MQ, MPN sao cho. AM cắt DN tại I, BQ cắt CP tại J, chứng minh EFIJ thẳng hàng. Em dừng màn hình để ghi chép. Nhắc lại. Cách chứng minh ba điểm thẳng hàng, ta chứng tỏ ba điểm đó ở trên giao tuyến của hai mặt phẳng. Nha. Bây giờ xem cái hình tứ hình chóp cô vẽ này. Đó. E là giao điểm của AB với CD. M là điểm nằm trên SB. N là điểm nằm trên SC.
P là điểm nằm trên SD, Q là nằm điểm điểm trên SA. Đấy. Rồi. AM cắt DN tại Y. QB cắt PC tại Z, chứng minh các điểm thẳng hàng. Bây giờ ta thấy xét mặt phẳng SAB và SCD. SAB ở phía sau, SCD ở phía trước. Ta có S là điểm chung của hai mặt phẳng. Ha. E cũng là điểm chung của hai mặt phẳng. Y là điểm chung của hai mặt phẳng. Và G cũng là điểm chung của hai mặt phẳng. Do vậy, S, E, I, G nằm trên giao tuyến của mặt phẳng SAB với SCD. Mà khi chúng nằm trên giao tuyến thì các điểm thẳng hàng. Cái ví dụ này cô nói nhanh. Các em dừng màn hình để vẽ hình ghi chép nha. Ví dụ này cô nói nhanh một tí bởi vì hôm trước chúng ta cũng đã có nói kỹ phần này rồi. Ví dụ thứ 4. Tứ diện ABCD gọi K là trung điểm của AD, G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giao điểm của KG với mặt phẳng BCD. À, cô phiên dịch chỗ này ra một chút. Giao điểm của KG với mặt phẳng BCD tức là ta sẽ tìm điểm chung của KG với mặt phẳng BCD mà thôi. À, và ta có cách làm như sau. Đây. Vẽ hình đây. K là trung điểm của AD. Nha. G là trọng tâm của tam giác ABC thì cô sẽ lấy như sau. Đấy. G là trọng tâm tam giác ABC. Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì nếu gọi G là trung điểm của BC thì G chắc chắn thuộc AG. Và khi đó tìm giao điểm của KG với mặt phẳng BCD. Đây, KG đây và mặt phẳng BCD là mặt phía dưới đây. Vậy tìm giao điểm như thế nào? Tức là ta tìm điểm chung. Bây giờ ta làm được chưa? Rồi, tìm trong mặt phẳng BCD một đường thẳng sao cho nó cắt GK, lý thuyết đã có hôm trước nha. BCD đây. Rồi, ta thấy GK nó sẽ chứa trong mặt phẳng ADG. Đó. Vậy bây giờ thế này. Trong mặt phẳng BCD ta tìm ra đường thẳng đó là đường thẳng DG. DG nó vừa nằm trong mặt phẳng BCD nhưng nó cũng ở trong mặt phẳng AGD cho nên nó sẽ cắt GK. Vậy gọi Y là giao điểm của DG và GK. Đó. Thì cái điểm Y này nó sẽ vừa thuộc GK vừa thuộc DG. DG nó lại chứa trong mặt phẳng BCD cho nên điểm Y cũng thuộc mặt phẳng BCD. Rồi, Y vừa thuộc GK vừa thuộc mặt phẳng BCD rồi, vậy Y chính là giao điểm của gì? GK với mặt phẳng BCD. Đó chính là điểm cần tìm. Rồi. Nói lại nha, cô vừa làm như sau. Nối kéo dài DG ra. Này. Đấy, kéo dài GK ra, chúng cắt nhau tại điểm Y. Và khi đó Y vừa thuộc GK, Y lại thuộc DG cho nên Y thuộc mặt phẳng BCD. Do đó Y là giao điểm. Vậy ta có cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng như sau. Tìm trong mặt phẳng P một đường thẳng D phẩy cắt D tại Y, Y là giao điểm cần tìm. Nếu đường thẳng D phẩy chưa có sẵn thì ta tìm D phẩy như sau. Tìm mặt phẳng Q chứa D và cắt P, khi đó D phẩy là giao tuyến của P và Q. À, em ghi chép lại để hôm sau ta còn có phương pháp để sử dụng cho phần bài tập. Bài tập vận dụng. Em dừng màn hình để ghi chép nha. À, ở bài này em cần ghi nhớ cho cô cách xác định mặt phẳng. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng và tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. À, bài học của chúng ta đến đây là hết.
Xác định thiết diện mặt phẳng. Thân ái, chào các em.